Xin chào các bạn, hẳn ai xem Tam Quốc thì cũng ấn tượng với việc Gia Cát Lượng bắt Mạnh Hoạch 7 lần rồi lại tha. Tại sao Gia Cát Lượng lại tốn công tốn sức đến như vậy? Câu chuyện về Gia Cát Lượng và Mạnh Hoạch liên quan đến một món ăn. Món ăn này thì ở Việt Nam cũng có. Và chuyện này thì có liên quan gì đến thương hiệu gà Mạnh Hoạch tại Việt Nam hay không? Tất cả sẽ được hé lộ trong câu chuyện ngày hôm nay. Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh History. Trước hết, hãy nói về câu chuyện lịch sử. Ở thời Tam Quốc, sau khi trừ bỏ được những lo lắng ở trong nước, thì những tộc người thiểu số ở Tây Nam nước Thục mới nổi loạn. Gia Cát Lượng đã đem quân xuống phía Nam để thu phục, nhận thấy uy tín và ảnh hưởng sâu rộng của Mạnh Hoạch ở vùng Nam Trung, phía Nam của Thục Hán, ngày nay là Vân Nam Trung Quốc. Và vì muốn giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa các dân tộc thiểu số vùng này với triều đình Thục Hán, nên Gia Cát Lượng đã quyết định đánh vào lòng người, coi đó là chiến thuật chủ đạo. Gia Cát Lượng không thực hiện sự nghiêm khắc như trước, trái lại vận dụng một chính sách khoan dung. Theo Tam Quốc diễn nghĩa, nhân vật Mạnh Hoạch được gọi là Man Vương, đứng đầu các bộ lạc Nam Man và thường xuyên quấy nhiễu. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Mạnh Hoạch có vợ là nhân vật hư cấu Trúc Dung. Các chuyện đời sau còn tạo ra thêm một nhân vật hư cấu nữa là Hoa Man, là con của Mạnh Hoạch và Trúc Dung. Chuyến xuất chinh của Gia Cát Lượng là một thử thách rất lớn. Thứ nhất, phương Nam là chốn rừng thiêng nước độc, đất xa núi hiểm, chinh chiến sẽ mệt nhọc và nguy hiểm khó lường. Thứ hai là Mạnh Hoạch nắm giữ vùng này đã lâu, đã tuyên truyền những điều không hay về Thục Hán, khiến cho nhân dân nơi này căm ghét quân Thục. Cụ thể, Mạnh Hoạch đã tung tin trong dân tộc thiểu số rằng Thục Hán sẽ bắt họ cống nạp những thứ khó tìm là 300 con chó mực mà lông trước ngực phải hoàn toàn màu đen, 3 đấu óc dẹp, 3.000 cây gỗ đoạn dài 3 trượng, dù loại gỗ này không bao giờ mọc quá 2 trượng. Với sự kích động của Mạnh Hoạch, phong trào chống đối ngày càng mạnh mẽ, đội ngũ quân nổi dậy ngày càng đông đảo và lan truyền khắp vùng Nam Trung. Xét thấy Nam Trung là việc trọng đại, gian khó, người khác khó đảm nhiệm nổi, nên Gia Cát Lượng quyết tự mình xuất chinh. Mục đích lần xuất chinh này không chỉ là tiêu diệt quân phản loạn, mà cao hơn nữa là thu phục lòng người, bình định phương Nam từ gốc rễ. Theo lời Mã Tốc, Gia Cát Lượng hạ lệnh khi đánh nhau với Mạnh Hoạch, quân Thục chỉ được phép bắt sống, không được giết chết hoặc làm bị thương. Gia Cát Lượng cùng ba quân phải chinh chiến vô cùng khổ nhọc ở nơi rừng thiêng nước độc, bao lần phải vào sinh ra tử mới bắt được Mạnh Hoạch. Nhưng lần nào bị bắt, Mạnh Hoạch cũng cứng đầu, không chịu phục. Mạnh Hoạch ngông ngạo, nhưng Gia Cát Lượng không hề tức. Mạnh Hoạch ngông ngạo, mỗi lần bắt được quân giặc, ông đều sai cởi trói, ân cần phủ dụ, tiếp đãi tử tế rồi tha cho về. Lần thứ nhất, Mạnh Hoạch nói, đường hẻm núi cao, lỡ xa vào tay ngươi, ta đâu có chịu. Lần thứ hai, Mạnh Hoạch nói, đó là thủ hạ ta muốn hại lẫn nhau mới đến nông nỗi này, chứ không phải tài của ngươi, sao ta có chịu. Lần thứ ba, Mạnh Hoạch nói, đó là vì em ta tham ăn tham uống, chúng phải thuốc độc. Bởi thế lỡ việc, nếu ta đến mà để cho em ta đi tiếp ứng bên ngoài thì chắc xong việc. Đó là trời không trợ ta, chứ không phải ta có dại dột gì. Chết thì chết, chứ ta vẫn chưa chịu. Lần thứ tư, Mạnh Hoạch nói, ta tuy là người mọi dợ, nhưng không chuyên dùng quỷ kế như thừa tướng, cho nên ta chưa phục. Lần thứ năm, Mạnh Hoạch nói, ta bị bắt là không phải do tài của ngươi. Vì người trong động ta hại lẫn nhau mới đến nỗi này, muốn giết thì giết, chứ ta vẫn chưa chịu. Lần thứ sáu, Mạnh Hoạch nói, chuyện này thực là tự chúng ta đem thịt đến miệng hùm chứ không phải là tài của ngươi. Chết thì chết, chứ ta vẫn chưa chịu. Đến lần thứ bảy, khi Gia Cát Lượng thả Mạnh Hoạch, thì Mạnh Hoạch không chịu về. Vì ông ta nhận thấy Gia Cát Lượng quả thật là con người phi thường và trong thâm tâm không có ý thù địch với mình. Mạnh Hoạch vừa khóc vừa nói, từ xưa đến nay, chưa có ai đánh giặc 7 lần bắt được mà 7 lần tha bao giờ. Tôi tuy là người mọi dợ, cũng hiểu đôi chút lễ nghĩa, có đâu mà lại mặt dày mãi thế được. Thừa tướng thực là thiên uy, người phương Nam tôi không dám làm phản nữa. Sau khi Mạnh Hoạch chịu thần phục, thì các thế lực phản loạn ở miền Nam cũng nhanh chóng lần lượt quy hàng. Mùa thu năm 225, ba cánh quân Đông, Tây và Trung hội ngộ ở Điền Trì, Vân Nam, ăn mừng thắng lợi của cuộc Nam tiến và giai thoại 7 lần bắt, 7 lần thả được truyền tụng. Khổng Minh vẫn để Mạnh Hoạch làm chúa các động Nam Man như trước, chứ không cắt cứ quân Thục Hán cai trị. Bởi Mạnh Hoạch, phiên bản kẻ thù của nước Thục, thực sự đã bị ông tiêu diệt từ trong tâm rồi. Giờ chỉ còn một Man Vương thực lòng cảm ơn và quy thuận với nước Thục. Vậy Mạnh Hoạch bên Trung Quốc từ đời Tam Quốc có liên quan gì đến gà Mạnh Hoạch hay không?
Gà Mạnh Hoạch được Hải Dương xem là một trong những đặc sản thương hiệu của tỉnh này, bên cạnh bánh gai hay là bánh đậu xanh. Hải Dương thì vốn là một trong những điểm dừng chân của cánh tài xế chạy xe liên tỉnh phía Bắc. Từ những năm 1998, họ thường dừng chân tại một trong những quán trà tại khu vực km 76 gần ga Phạm Xá, kinh thành Hải Dương. Ông chủ quán trà tên là Phạm Hồng Hoạch, thi thoảng đãi cánh tài xế bằng những đĩa cổ cánh gà luộc hay là bát cháo gà. Món ăn thì quả thật chẳng có gì cầu kỳ, nhưng được ở giới lái xe truyền tai nhau và lời khen là gà ngon thịt mềm. Tiếng lành đồn xa, dần dần cánh tài xế tìm đến quán trà của ông Hoạch cốt để thưởng thức món gà đặc biệt. Từ một món ăn chơi đãi khách, gà đã trở thành món ăn chính của gia đình ông Hoạch. Ông chủ quán trà quyết định mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Giai đoạn những năm 2000, có đoàn khách từ Hà Nội về Hải Phòng dừng. Một vị khách tò mò hỏi ông chủ về giống gà tạo nên thương hiệu nức tiếng này. Ông Hoạch chia sẻ thật lòng rằng, để có được gà ngon như vậy, gà phải được thả trong vườn rộng, ngày đuổi cho gà chạy 7 lần thịt mới săn chắc. Vị khách mới buột miệng thốt lên, đúng là gà Mạnh Hoạch. Theo tích cũ từ thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng 7 lần bắt Mạnh Hoạch rồi tha, sau đã thu phục được vị tướng Mạnh Hoạch này. Ngẫm thấy hay, ông Hoạch bắt đầu dùng cái tên này đặt cho quán của mình, mà ông cũng tên là Hoạch cơ mà, gà tươi Mạnh Hoạch. Từ năm 2004, ông Phạm Hồng Hoạch được tư vấn phát triển thành chuỗi nhà hàng cũng như đăng ký bảo hộ thương hiệu gà tươi Mạnh Hoạch vào năm 2006. Đó là câu chuyện tại Việt Nam, câu chuyện của gần 2.000 năm sau. Còn ở Trung Quốc cũng có một món ăn liên quan đến chuyện Gia Cát Lượng và Mạnh Hoạch. Sau chuỗi sự kiện 7 lần bắt, 7 lần thả Nam Vương Mạnh Hoạch, Gia Cát Lượng đã hoàn toàn thu phục được vị Man Vương này. Tuy nhiên, trên đường quay về Thành Đô, quân đội của nhà Thục đã không thể vượt được qua sông Lô Thủy. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, bấy giờ đang giữa tháng 9, tiết thu mát mẻ, Mạnh Hoạch và các động trưởng, tu trưởng lớn nhỏ đều đến tiễn đưa Gia Cát Lượng. Khi vừa tới sông Lô Thủy, bỗng thấy mây đen mù mịt kéo đến, cuồng phong nổi lên dữ dội, binh mã không thể nào mà sang đò được. Gia Cát Lượng mới được Mạnh Hoạch chỉ dẫn phải chặt đầu nam giới và ném xuống dòng sông nhằm làm dịu đi sự hung dữ của dòng sông. Nhưng Gia Cát Lượng không muốn phải đổ bất kỳ giọt máu nào nữa. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Gia Cát Lượng quyết định giết tất cả bò và ngựa đem theo, lấy thịt của chúng và nhét vào trong những chiếc bánh nhỏ. Canh ba đêm ấy, Gia Cát Lượng sai bày hương án bên bờ sông Lô Thủy, đốt 49 ngọn đèn cầy, dựng cờ trắng chiêu hồn, bày lễ vật trên án, đặt 49 cái man đầu dưới đất. Man đầu ở đây chính là 49 cái bánh, rồi đọc bài văn tế chiêu hồn các tướng sĩ chết trận. 49 cái bánh đã thay thế cho 49 cái đầu. Lời văn thống thiết bi ai, mọi người có mặt đều xúc động, lệ rơi ròng ròng. Gia Cát Lượng ngước mắt nhìn lên, thấy trong đám mây đen phẳng phất có bóng hàng ngàn hồn ma. Ông bèn truyền đem tất cả lễ vật đổ xuống sông. Hôm sau, ông dẫn đại quân ra bờ sông Lô Thủy. Khi thấy trời quang mây tạnh, sóng lặng gió êm, quân binh qua sông yên ổn, người người vui mừng. Ông đã vượt qua được con sông và quay trở về đất Thục. Sau đó ông đã gọi những chiếc bánh đó là bánh đầu người, gọi là man đầu, bánh của đầu người man. Đến ngày nay, nó có tên gọi là màn thầu. Man ở đây là người đất Man, đất của Mạnh Hoạch, chứ không phải là dã man hay là gì cả. Nghe nói, sau khi Gia Cát Lượng dùng bánh màn thầu thay thế cho đầu người tế sông Lô Thủy, màn thầu trở thành vật không thể thiếu trong các buổi lễ tế và thậm chí là cả yến tiệc. Đến cuối thời nhà Tống, bánh màn thầu trở thành một món điểm tâm thường xuyên của học sinh trường Quốc Tử Giám và cũng được bán rộng rãi trên đường phố. Đến thời nhà Thanh, màn thầu đã xuất hiện ở gần như toàn bộ đất nước Trung Quốc. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Câu chuyện về Man Vương Mạnh Hoạch, 7 lần bị bắt, 7 lần được Gia Cát Lượng tha. Câu chuyện về gà Mạnh Hoạch và cả bánh màn thầu. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.